Ý định là kết quả của lỗi danh tính mà bạn đang mang theo. Nếu bạn mang theo danh tính là một người rất, rất mạnh mẽ, thì bạn sẽ thấy với ý định tốt nhất, những điều tồi tệ hơn vẫn có thể xảy ra. Tôi phải nói với bạn rằng, những điều khủng khiếp nhất trên hành tinh này đã xảy ra với những ý định tốt nhất. Những người tin rằng họ đang làm những điều vĩ đại, họ đang làm những điều thật khủng khiếp nhất. Nhiều người ngày nay vẫn tin rằng họ đang làm công việc của Thượng Đế. Chính những người đó đang làm những điều khủng khiếp nhất trên thế giới này. Bởi vì ý định mà không có danh tính đúng có thể trở thành một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Do đó, điều quan trọng nhất là xác định danh tính đúng đắn. Danh tính của bạn nhỏ đến mức nào hoặc danh tính của bạn lớn đến mức nào sẽ quyết định tất cả ý định của bạn là gì. Sadhguru, thầy có thể nói về... Thầy biết đấy, thầy đã nhắc đến thực tế rằng vấn đề không phải là cố gắng thay đổi nghiệp quá khứ. Tiền đây, thầy có thể chia sẻ về sức mạnh của ý định và tại sao ý định lại quan trọng đến vậy. Thầy đã đưa ra những ví dụ sinh động trong cuốn sách minh họa. Thầy có thể đang làm điều tương tự, nhưng ý định của ai đó, ý định của họ có tạo nên sự khác biệt đối với việc tích lũy thêm nghiệp hay không? Sadhguru trả lời, có lần Sankalan Philai đến gặp luật sư của cậu ấy và cậu ta muốn ly dị vợ mình. Luật sư hỏi, tại sao bạn đã hạnh phúc với cô ấy, vấn đề gì thế? Sankalan Philai nói, cách cư xử trên bàn ăn của cô ấy thật tệ. Phép lịch sự trên bàn ăn của cô ấy quá tệ, tôi không thể sống chung với cô ấy được nữa. Nhưng luật sư hỏi, bạn đã kết hôn được 18 năm kia mà, sao bây giờ bạn mới nhận ra phép xã giao trên bàn ăn của cô ấy rất tệ? Cậu ấy nói, mới chiều hôm qua tôi tình cờ nhặt được một cuốn sách về nghi thức trên bàn ăn. Khi đọc nó xong, tôi nhận ra phép xã giao trên bàn ăn của cô ấy thật tệ, vì thế tôi muốn ly hôn với cô ấy. Vậy nên... mọi người liên tục thay đổi ý định của họ. Giữ vững ý định nào đó có nghĩa là bám chặt vào một kế hoạch cơ bản. Phần còn lại của kế hoạch có thể đi theo bất kỳ hướng nào, cho dù nó sẽ đi theo hướng thẳng, đường cong hay ngoằn ngoèo. Chúng ta không biết. Có rất nhiều tình huống trong cuộc sống, nhưng mục đích cơ bản phải được giữ vững. Ý định của bạn không thể được giữ vững trừ khi bạn thay đổi danh tính của mình. Theo một cách hiểu, nếu danh tính của bạn liên quan quá nhiều đến cơ thể, trí tuệ hay cảm xúc của bạn, thì bạn chỉ có thể hoạt động như một cá nhân. Ý định của bạn là rất quan trọng, nhưng đồng thời có một thứ hơn cả ý định. Ý định là kết quả của lỗi danh tính mà bạn đang mang theo. Nếu bạn mang theo danh tính là một người rất, rất mạnh mẽ, thì bạn sẽ thấy với ý định tốt nhất, những điều tồi tệ hơn vẫn có thể xảy ra. Tôi phải nói với bạn rằng, những điều khủng khiếp nhất trên hành tinh này đã xảy ra với những ý định tốt nhất. Những người tin rằng họ đang làm những điều vĩ đại, họ đang làm những điều thật khủng khiếp nhất. Nhiều người ngày nay vẫn tin rằng họ đang làm công việc của Thượng Đế. Chính những người đó đang làm những điều khủng khiếp nhất trên thế giới này. Bởi vì ý định mà không có danh tính đúng có thể trở thành một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Do đó, điều quan trọng nhất là xác định danh tính đúng đắn. Danh tính của bạn nhỏ đến mức nào hoặc danh tính của bạn lớn đến mức nào sẽ quyết định tất cả ý định của bạn là gì. Khả năng phát triển ý định của bạn, loại ý định bạn có là gì. Xin hãy hiểu điều này. Ai đó đang phạm tội, người đó cũng có một ý định mạnh mẽ. Ai đó đang làm việc khác, bạn biết đấy. Nhiều quốc gia, doanh nghiệp, nhiều vương quốc khác nhau trong quá khứ, tất cả họ đều tin rằng họ có mục đích tốt nhất là chinh phục thế giới. Và bạn biết hậu quả của những ý định đó đúng không? Chúng ta đã phải chịu đựng chủ nghĩa đế quốc. Có lẽ không nhiều lắm ở đây, bạn cũng đã phải chịu đựng ở một mức độ nào đó. Nhưng ở những nơi khác trên thế giới, ở châu Phi, châu Á, chúng ta biết hậu quả của chủ nghĩa đế quốc, những gì chúng ta đã trải qua vì điều đó. Nhưng trong tâm trí họ, ý định của họ là ý định mạnh mẽ và tuyệt vời về ý tưởng một thế giới, đúng không? Vì vậy, điều rất quan trọng là trước tiên chúng ta phải xác định danh tính đúng đắn. Nếu bạn thay đổi danh tính từ một thực thể hạn chế trở thành một bản thể vũ trụ, thì ý định sẽ tự nhiên tuôn trào. Hãy xem, bất cứ điều gì bạn xác định mình là, với điều đó, bạn luôn có những ý định tốt nhất, bạn không cần phải nuôi dưỡng những ý định đó. Bạn có một đứa con nhỏ,
Bây giờ bạn không cần phải nghĩ tôi sẽ chỉ làm những điều tốt cho đứa trẻ này. Không, bạn thậm chí không cần một ý nghĩ như thế, bởi vì bạn xem nó là của bạn. Một cách tự nhiên, mọi ý định đều ở đó. Bạn chỉ cần nhìn thế giới này là của bạn, bạn phải xem vũ trụ này là của bạn và nó sẽ là của bạn. Yoga là một bộ môn khoa học để hiểu được cơ chế của sự sống, một phương tiện để bạn kết nối với bản chất sâu nhất trong chính mình. Isha Yoga được thiết kế bởi Sadhguru đã giúp chuyển hóa hàng triệu người trên thế giới có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trọn vẹn. Visa, nơi lan tỏa Isha Yoga và là cầu nối đưa tri thức của Sadhguru đến với người Việt Nam, đồng thời cung cấp những vật phẩm được nhập trực tiếp từ trung tâm Isalife Ấn Độ. Website visa.vn, hotline 0936 234036.